Vì sao con người dễ làm điều xấu hơn là điều tốt? Mô Phật. Tức là chúng ta sẽ giải thích là tại sao á, trước một cái điều xấu á, mình dễ làm, còn trước một cái điều tốt á, mình khó làm lắm. Quý Phật tử có công nhận với thầy là điều xấu dễ làm hơn điều tốt không? Có công nhận không? Phải không? Điều xấu á, dễ làm lắm, điều tốt rất là khó. Rồi cho thầy hỏi tiếp nè, có ai dạy cho quý Phật tử làm điều xấu không? Có ai dạy không? Mà biết điều xấu không? Thì có làm không? Có, ít nhiều thôi phải không? Nhưng mà điều tốt là lại khác nha quý vị. Những cái điều thiện, những cái điều tốt á, là quý phải học, quý vị phải học à. Thì phải học, quý vị phải biết, được người này hỗ trợ, người kia hỗ trợ, được giúp đỡ, khuyên bảo rất nhiều. Vậy đó mà mình vẫn sao? À, mà mình vẫn có thể là không làm. Vậy thì á, nó cho mình một cái câu trả lời sơ sơ ban đầu là gì? Là trong tâm của mình đó quý vị. Cái câu trả lời đầu tiên là tại sao con người mình dễ làm điều xấu hơn là điều tốt? Là tại vì trong tâm của mình á, cái điều bất thiện, cái điều xấu nó nhiều hơn cái điều tốt. Nói ra cái này có nhiều người giận thầy này nha. Thầy nói gì kỳ vậy? Trong còn tốt lắm mà. Dạ không, từ từ nghe xíu nữa đã. À, có nhiều người nói đau tâm con tốt lắm mà. Mà ngay cả cái quan niệm tốt, thưa quý Phật tử, nhiều người cũng quan cái niệm tốt là như vậy nè. Tôi sống tốt rồi, tôi không cần phải đi chùa, tôi không cần phải nghe pháp, tôi không cần phải làm là tu tập hành thiền niệm Phật làm gì hết, tôi sống tốt. Và sống tốt của anh đó là sao? À, sống tốt của tôi là tôi lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con. Tôi không có xích mích với hàng xóm. Tôi đi làm cũng cái nghề nghiệp chân chánh, tôi không trộm cướp của ai. Và tôi không có làm gì trái pháp luật. Như vậy là tốt rồi. Ở một phương diện nào thì quý vị thấy như vậy là tốt không? Là tốt á. Nhưng xin thưa quý Phật tử, đối với cái tốt, cái thiện trong đạo Phật á, thì cái tốt đó nó ít lắm. Nó không đơn giản có chút xíu đó đâu. À, cho nên là có nhiều người đến hôm nay á, họ quan niệm tốt là như vậy. Thầy xin thưa như vậy là vẫn là tốt nha, chứ thầy không có nói xấu. Nhưng mà để hiểu toàn nghĩa của cái từ tốt, từ thiện trong nhà Phật á, nó không có đơn giản như vậy đâu. Cho nên cái câu trả lời tại sao mà con người của mình á, mình thường làm cái điều xấu dễ hơn, là trả lời là tại vì trong tâm mình á, cái điều xấu nó nhiều hơn. Cái điều bất thiện á, cái tâm ác á, nó nhiều hơn. Cái tâm ác, cái tâm bất thiện, cái tâm xấu là tâm gì? Đại diện á, thì có, mình nói gọn á nha, thì có ba tâm. Là tâm gì? Tâm tham. Tâm gì nữa? Tâm sân, tâm si. Mà rất dễ, quý vị để ý coi, trong một ngày á, mình không tham thì mình cũng dính vô sân à. Quý vị để ý coi, có một thiền sư, ngài có làm một câu thơ thế này nè quý vị. Quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Tức là mình cứ quanh quẩn với buồn với giận. Tức là một ngày của mình hết buồn đến giận, lạ lắm quý vị. Quý vị coi, hết buồn giận được lâu cũng có vui, nhưng mà cái tỷ lệ vui nó ít hơn. Đến hôm nay mấy mươi tuổi rồi mà nghiệm lại cuộc đời, nước mắt nó nhiều hơn nụ cười. Cái tháng ngày mình đau khổ nó nhiều hơn. Thầy xin kể lại quý vị một câu chuyện mà thầy vừa rồi thì cũng có mới kể. Câu chuyện này có thật, kể về trong một cái viện bảo tàng ở bên nước ngoài quý vị. Nó có một cái lưu, trong cái viện bảo tàng nó có hình một cái lưu, có một cái lưu. Nhìn một cái lưu đó thì mình thấy nó không có gì đáng để mà nói hết á. Nhưng mà khi mà người ta đọc vào á, là từ đâu mà có cái lưu này, thì nó là như vậy nè quý vị. Trong một cái cuộc hỏa hoạn và có một cái ngôi nhà cháy, thì trong cái ngôi nhà cháy nó chết nhiều người lắm. Thì khi mà người ta đi vào cái ngôi nhà cháy đó để người ta cứu á, thì quý vị thấy á, người ta chết góc này góc kia, chết trong cái nhà cháy, chết gần như chết hết. Thì người ta mới thấy cái lưu này. Mà mở cái lưu ra thì trong cái lưu có nước. Có một đứa bé nó chui vô cái lưu, nó chết trong cái lưu đó. Là nó không phải chết vì lửa cháy. Nó ở trong cái nhà lửa rồi mà nó chết vì, nó chết trong nước đó. Nhưng mà nước nó bị sao? Bị đun sôi lên nó cũng chết trong cái lưu luôn. Thì quý vị cứ hình dung thế này nè. Chúng ta đang ở trong cái nhà lửa. Quý vị hay nghe trong kinh nói là tam giới bất an đó. Như là ở trong cái nhà lửa. Cái ngày nào mà chúng ta còn là phàm, quý vị nhớ, ngày nào mà chúng ta còn là phàm phu, ngày nào mà chúng ta còn trong vòng sinh tử luân hồi, thì có thể
điều ác nào chúng ta cũng dám làm. Có thể điều ác nào chúng ta cũng dám làm. Quý vị có nhớ không, Ngài Mục Kiền Liên á, thời Phật Ngài là đệ tử Phật, thần thông đệ nhất, là cánh tay trái của Đức Phật. Vậy mà có những kiếp á, Ngài là ma vương, là ma vương mà chiên đi quậy Phật. Có những kiếp Ngài là như vậy. Có những kiếp Ngài bất hiếu, Ngài giết mẹ, rồi đọa xuống những cảnh giới xấu. Rồi có những kiếp phải trả ác nghiệp, lên làm người, cái đầu vỡ làm bảy mảnh, 200+ kiếp như vậy. Ngài Mục Kiền Liên như vậy, có, ngay cả Đức Phật của mình cũng có những kiếp trên cái bước đường tu tập trước khi thành Phật, Ngài cũng tạo những cái ác nghiệp, thưa quý Phật tử. Thì ở đây á, quý vị nhớ vậy nè, ngày nào mà mình chưa có làm thánh, mình chưa có bước qua dòng thánh, thì có thể điều ác nào mình cũng dám làm hết nha. Mỗi con người chúng ta nó có một sức chịu đựng khác nhau. Giống như người ta chửi mình á, mình tu dở thì chửi có nửa câu là mình sực lại liền, thấy không? Người ta liếc mình cái là mình sực liền á, mình không chịu thu, mình phải làm cho tới. Mình tu một chút quá thì người ta chửi mình một câu không có xi nhê, nhưng mà chửi hai câu mới xi nhê. Nó có nghĩa là nó cứ tăng lên cái cấp bậc vậy đó. Rồi bữa nào mình vô chùa mình học nhịn học thương, cái bữa nào người ta chửi ba câu cũng không có xi nhê, năm câu cũng không có xi nhê, nhưng mà năm câu rưỡi là chết với tôi, phải không? Tôi nhịn được năm câu à, nhưng mà thêm nửa câu nữa là chết, là tức nước vỡ bờ. Tức là sao quý vị? Mỗi người có một cái sức chịu đựng khác nhau. Quý vị mình vào chùa mình thực tập với giới không có trộm cắp, mình thực tập với giới không có trộm cắp. Bữa nào người ta để tài sản đó 500.000 mình thấy không lấy, không có thấy ai cái mình nói ô tiền này của ai. Nhưng mà bữa nào 5 triệu cái mình suy nghĩ lại, 5 triệu phải suy nghĩ lại. Có người 5 triệu cũng không suy nghĩ trả lại, nhưng mà 50 triệu mình mới suy nghĩ. Có người 50 triệu cũng không suy nghĩ trả lại luôn, mà 500 triệu mình phải đắn đo. Mình thấy không, nó cứ tăng. Cho nên ngày nào mình còn là phàm á, thì đừng có tự tin quá mức mình không phạm ác nghiệp nha. Tại vì quý vị nhớ vậy nè, là tại vì trong tâm mình còn là phàm, thì mình còn tham, thì mình còn sân, thì mình còn si. Tùy cái mức độ, cái người mà giữ giới được là như vậy nè quý vị. Ví dụ như quý vị giữ giới không sát sanh, quý vị giữ giới không sát sanh, thì đụng chuyện có đủ điều kiện để quý vị sát sanh, mà quý vị không sát sanh á, là quý vị giữ giới ạ. Thầy nói ví dụ quý vị giữ giới là nguyện không sát sanh, mà tối quý vị đang nằm thiêu thiêu mà có con mũi nó cứ o, mà biết nó đậu ngay đây nè. Đó, cái lúc mà ngủ ngon lắm rồi đó, mà đang thiêu thiêu mà nó o, nó khó chịu lắm á, thường là mình sẽ ăn sao? Mình tát cho nó một tát, mình cái bóp một cái, rồi có gì đọc chú vãng sanh sâu đúng không? Không thầy nói thì quý vị thấy không, có nghĩa là mình đồng ý là mình nguyện giữ giới không sát sanh đó, nhưng mà có những cái mình đủ điều kiện. Ví dụ như bây giờ mình có lý do chính đáng đó, con nguyện giữ giới không sát sanh, mà nhà con nó có nhiều chuột có vô, con không giết nó, con bệnh đó thầy. Lý do chính đáng, giết. Con có lý do chính đáng chứ, con không giết nó bệnh sao, phải không? Một kiến đầy nhà hết. Trời, kiến nó đầy nhà hết, giờ làm sao thôi con xịt một cái. Đáng lẽ con không xịt nó đâu thầy, nhưng mà tại vì nó bò vô nhà con mới xịt. Mình có lý do chính đáng. Thầy xin thưa quý Phật tử là thầy, chắc hồi nhỏ thầy cũng vô minh đó, rồi nên thầy cũng tạo nhiều cái ác nghiệp, đặc biệt là cái nghiệp về sát sanh. Thầy từ từ cái thầy tu tập thầy mới nhớ về nghiệp trộm cắp nữa. Không phải trộm gì, đi trộm sầu riêng, trộm ổi, trộm mít đồ của người ta quá. Rồi sát sanh đó. Rồi có khi thì mình đi qua mình câu cá, mình câu lương. Rồi vừa rồi quý vị tự nhiên thầy mới nhớ lại cái bệnh bao tử của thầy là câu lương câu cá. Rồi thầy mà còn nhớ thêm một câu chuyện nữa quý vị, nó cứ ám ảnh. Lúc nghĩ là từ lúc mà thầy nhớ ra nó ám ảnh đến giờ vẫn còn á. Không biết thầy kể cho đạo tràng mình nghe chuyện mà thầy lấy cái lưỡi câu thầy câu con gà, thầy kể chưa? Là quý vị biết là lúc đó là ở nhà bên cái nhà thì có cái vườn, rồi bên cạnh nó cũng có cái vườn, thì họ hay thả con gà ra. Thì thầy mới cái lấy một cái cọng cước á, xong rồi thầy bắt cái lưỡi câu nhỏ nhỏ thôi. Thầy còn nhớ cái lưỡi câu đó màu đồng á, cái bỏ cơm bỏ đồ xung quanh đó, xong cái mình cột cái cước dài vậy nè, cái mình canh con gà nó mổ cái lưỡi câu đó, nó nuốt là nó nuốt luôn cái cước đó, thì mình mới dịnh lại cái cọng cước đó, mình ra mình bắt đó. Thì nó xui khiến sao quý Phật tử, là cái lúc mà con gà nó qua nó mổ cái lưỡi câu đó thì lại không có thầy. Thế là nó mổ xong rồi lúc mình ra thì nó giật luôn cái cọng cước, nó chạy luôn. Có nghĩa là mình thấy nó đó, mình đâu bắt được nó đâu, mình chạy gần tới cái nó chạy đi, cái cọng cước mình cầm không có được, mà con gà lúc này nó đã nuốt vô cái lưỡi câu trong bụng rồi. Thì con gà này ở cái cạnh nhà mà,
thì hàng ngày là mình gặp nó tiếp thì mấy ngày sau nó chết. Nhưng mà quý vị có hiểu cái cảm giác mấy ngày đó không? Lúc đó thầy không có cảm thấy ác gì hết trơn á, thầy không có cảm thấy là ác thì còn vui nữa, thầy chỉ mong là nó chết mà nó chết bên vườn mình để mình bắt mình thịt. Mà đúng là cuối cùng bắt không được, nghĩa là sau đó biết nó chết, tại vì cái nhà mà nuôi nó là thầy cũng hay qua chơi, nhưng mà mình lén mình cắp gà người ta, cuối cùng thấy nó chết mà nó chết trong mấy ngày đó. Sau này thầy ngồi thầy nghiệm lại á, mình phạm cái tội sát sanh mà nó chết từ từ, nó chết trong đau đớn, hèn chi sau này thầy cũng cứ đau ông tử lai rai hoài. Không, này nói thiệt, đau lai rai hoài, có những lúc đau nặng vì có những lúc đau lai rai. Mà sau này khi mà thầy biết cái nghiệp sát sanh thì ít nhất thầy nhớ trong đời này á, thì thầy mới nguyện, thầy mới quỳ trước Phật, thầy nguyện là từ nay trở đi, tức là từ mà lúc thầy nguyện á đến trở đi là con không giết một con nào hết, dù đó là con kiến, con giết một con nào hết dù nó là con kiến. Rồi không biết làm sao, không biết có phải là thử thách hay không, bắt đầu từ ngày thầy nguyện không giết con kiến nào hết, thầy nằm chỗ ngủ của thầy, kiến nó bò xung quanh chơi gì đó. Bữa nào quý vị vô thăm phòng thầy, vị thấy kiến nó bò xung quanh chỗ thầy ngủ á, không biết thầy không giết hay sao á, không giết. Cái rồi đi vô nhà vệ sinh á, hoặc là đi rửa mặt ở trong cái lavabo, quý vị thấy có những lúc có thấy con kiến ở đó. Mình nguyện mà, mình chính cái lời nguyện mình nó có cho mình một cái lực, quý vị thấy cái trường hợp đó mình không thể nào mình mở nước ra, thì mà lòng ý mình mở ra cũng chẳng ai biết, phải không? Mà con kiến nó cũng nhỏ bé chẳng ai biết, nhưng mà cái tâm mình nó ấy nấy không được, quý vị thầy phải dừng lại, thầy bắt con kiến ra. Có nhiều lúc quay vô thấy con kiến nó nằm góc đó, không thấy thì thôi, nhưng mà thấy nó nằm mình biết mình mở nước ra nó sẽ chết, phải đi ra ngoài kiếm mấy cây, kiếm mấy cây cái khều khều nó ra đã, rồi không có thấy con kiến nữa thì mình mới rửa mặt được. Thì con kiến, con muỗi, những con nho nhỏ, rồi con nói thầy nói con muỗi nghe không, nguyện không sát sanh là bắt đầu lâu lâu muỗi nó tới nó chích nó, thầy ngủ thì không có ngủ mùng, bắt đầu tối mà ví dụ như thầy nói thôi bây giờ chích thầy thì cứ chích, nhưng mà để thầy ngủ rồi chích, chứ mà trước khi thầy ngủ mà cứ o sao mà thầy ngủ được mà không đập nó thì vì biết sao không, nó cứ o ngủ không được. Thì bắt đầu mở đèn lên canh ảnh vai chụp cái thầy thả ra, thì cũng có những lúc thầy chụp, có những lúc thả mở ra nó kẹt vô hai ngón tay nó cũng chết. Mà lúc đó là mình không có ý sát thiệt, mình chỉ muốn chụp nó thả, bắt rồi mở thả ra ngoài thôi. Nhưng ý thầy muốn nói vậy nè, khi quý vị mà nguyện giữ một cái giới gì đó là quý vị sẽ gặp cái thử thách à. Quý vị mà nguyện ăn chay nha, là trời ơi, nhìn lúc đó tại sao ngày xưa nhìn cái tô hủ tiếu đó, tô bún bò đó đâu có thèm như vậy đâu, mà từ ngày mình ăn chay một tuần nay sao mình nhìn cái tô đó mình thèm dữ lắm. Có những giai đoạn nó thèm vậy đó quý vị. Thầy thì ăn chay từ lúc đi tu rồi, trước khi đi tu á là thầy đã ăn chay rồi. Vậy mà quý vị biết không, có những lúc thầy nhớ câu Bình Triệu này nè, có những buổi tối thầy đi giảng về tối á, trời có khi lạnh, đi qua một vài cái quán á, nó thầy nhớ có một lần có cái quán nó có mùi bún bò, cái mùi bún bò nó bay ra nó thơm nha quý Phật tử nha. Thì nghe cái mùi thơm tự nhiên thầy khởi một ý niệm, ui sao tự nhiên mình thèm bún bò. Thầy khởi một cái niệm đó, cái thầy sực nhớ lại liền, thầy nhớ đây là tiền nghiệp quá khứ đó. Quá khứ thích sát sanh, thích ăn thịt nhiều nè, tự nhiên mình nhận ra liền, nó thoáng cái nó qua thôi. Cái đó để mình muốn nói gì quý vị biết không, cái ngày mà nào mà mình còn phàm á, thì cái tâm niệm mà còn sát nó còn, cái tâm niệm mà còn trộm cắp nó còn, còn tà dâm nó còn, còn nối dối nó còn, còn mê rượu thịt nó còn. Quý vị cứ nhớ vậy đó. Ngày hôm nay có thể quý vị vào chùa, quý vị quy y, quý vị nguyện giữ cái này cái kia, chúng quý vị phải nhớ như vậy nè. Mình không có chánh niệm, mình không có giới, mình không có phòng hộ, mình không có mà cố gắng, thì thầy xin thưa quý Phật tử, mình có thể phạm bất cứ điều gì. Đời này quý vị lâu lâu, lâu lâu vì đọc báo quý vị thấy trong đời này giết cha giết mẹ, năm tội nặng trong cuộc đời quý vị nhớ không? Giết cha giết mẹ, thân Phật chảy máu, phá hoại hợp tăng, giết bậc thánh. Lâu lâu bây giờ mình có thấy giết cha giết mẹ hoài không? Mà nói theo Phật pháp á, thì tội đó là một trong những tội nặng nhất, mà giết cha giết mẹ là kiếp sau xuống địa ngục. Cho nên đó mình nói qua nói lại để mình thấy là khi nào mà chúng ta còn là phàm thì chúng ta có thể phạm bất cứ lỗi gì. Có những người bạn của mình đó, quý vị để ý coi, trước kia người đó hiền lắm, mà đến một lúc nào đó mình nghe người đó phạm những cái lỗi tày trời, có không? Mình không tin người đó phạm điều đó đâu, nhưng mà rồi một lúc nào đó mình thấy người đó phạm. Và quý vị cũng phải hình dung là chính bản thân mình đó, có những cái trường hợp nào đó nó đẩy đưa hoặc nó như thế nào đó, thì nói ví dụ vậy, mình vẫn có thể phạm những cái lầm lỗi đó nha. Đừng có tự tin là trong vòng luân hồi thì mình không phạm cái đó. Ngày nào mà mình còn phạm là mình còn có thể phạm. Tại sao?
Tại vì ngày nào mình còn phàm thì mình còn cái bản chất của tham, của sân, của si, nó là bản năng. Mà một khi cái tham sân si đó thì nó đúng duyên quá, nó đúng trường hợp quá, mà mình không có một cái định lực mạnh thì xin thưa quý vị, mình có thể phạm. Cho nên cái câu trả lời đầu tiên á, là tại sao chúng ta dễ làm điều xấu hơn là điều tốt á, là mình trả lời tại vì trong tâm mình á, cái điều bất thiện nó nhiều hơn là điều thiện. Rồi từ cái điều bất thiện đó, từ cái điều bất thiện đó, quý vị cứ nhìn ra cuộc sống xung quanh đi. Có thể nói là cuộc đời này là tiếp nối những tháng ngày của khổ đau. Quý vị coi, không phải là không có hạnh phúc, nhưng mà cái tỷ lệ hạnh phúc nó ít lắm, đúng không? Gọi là cảnh trần bất toại mà. Cảnh trần bất toại là sao quý vị? Là chúng ta đang sống trong cái cõi dục, còn mà mọi chuyện nó có thể thay đổi, lúc nào nó cũng thay đổi, cứ thay đổi liên tục, thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Mà tâm mình thì vốn là tâm tham. Chính cái sự thay đổi đó, nó làm cho mình sao? Đau khổ. Mình cứ muốn cái bông hoa này nè, nó đẹp hoài, nhưng mà nó đâu có thể đẹp hoài. Mình cứ muốn cái người đó thương mình là thương hoài, họ đâu có thương mình hoài đâu. Họ không thương mình còn đỡ, chứ một ngày nào họ phản bội mình còn khổ nữa, phải không? Cho nên có một người, người ta nói một câu nè quý vị, nghe ra thì nó cũng hơi tiêu cực một chút, nhưng mà nó đúng quý vị. Tôi cảm ơn những người không hại tôi. Tôi cảm ơn những người tôi không gặp, thì ít nhất họ cũng không có làm gì cho tôi đau khổ. Có nghĩa là người đó muốn nói là gì? Có những người trong đời này mình không gặp người đó nha. Dẫu sao là đỡ một cái là họ đỡ hại mình rồi. Có những cái duyên trong đời nó lạ lắm quý vị. Quý vị nghe ngoài đời người ta nói cái câu là khi một cánh cửa khép lại thì sao? Có một cánh cửa khác mở ra. Cho nên quý vị yên tâm, cuộc đời này không có gì mà nó vô cái đường cùng hết trơn á. Có những cái duyên là vắng mặt của cái này là có mặt của cái kia. À, chúng ta phải nhớ đó. Có những cái nó đóng lại, có cái khác nó mở ra. Có những cái này vắng mặt thì cái kia nó mới có. Có những cái có mặt thì nó mới có. Thì nói ví dụ, hôm nay nhờ quý vị có mặt mới có bài giảng này, phải không? Hôm nay nhờ quý Phật tử có mặt á, thầy mới có bài giảng này. Chứ mà nếu mà thầy ngồi đây á, con mình thầy ngồi cũng không có bài giảng này nữa. Cho nên có những cái sự mà có mặt của người đó nó mới có cánh cửa này. Nhưng có những cái vắng mặt của người đó nó mới có một cái duyên khác. Cho nên thầy xin thưa quý Phật tử á, quý vị phải hiểu là cảnh trần ở đời nó bất toại lắm. Không có cái gì mà nó như ý mình được đâu. Mà nếu có thì nó làm sao? Nó ít lắm. Cho nên là chúng ta nhớ là chính vì những cái ác nghiệp nặng như vậy, nó cho ra cuộc đời mình là gì? Quý vị nhìn ở ngoài coi, khổ nhiều hơn vui, bệnh nhiều hơn khỏe, xấu nhiều hơn đẹp. Rồi gia đình hạnh phúc với gia đình không hạnh phúc, cái nào nhiều hơn? Không hạnh phúc nhiều hơn. Rồi nước mắt và nụ cười, cái nào nhiều hơn? Cho nhỏ xíu biết nước mắt nhiều không? Thường gì nó không cảm nhận khổ rồi, thấy chưa? Cho nên quý vị thấy ông đó, nhìn ra ngoài quý vị thấy rồi. Rồi Cái thứ hai cái này mới sợ nè quý vị. Tại sao mình dễ làm điều xấu hơn điều tốt? Quý vị nhớ giùm thầy là cái điểm gốc nha. Cái điểm gốc trong tâm mình, cái điểm gốc trong tam giới này là cái gì? Trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì xin thưa quý vị, cái điểm gốc trong tam giới thì dục giới là cái điểm gốc. Điểm gốc là điểm sao? Là cái điểm đó nó hút mình về. Thầy nói ví dụ nha, bây giờ thầy đang cầm cái đồng hồ trên tay. Hôm nay thầy mượn cái đồng hồ để thầy coi giờ, xung quanh không có đồng hồ. Thầy thả cái đồng hồ này ra thì nó sẽ bay lên hay nó rớt xuống? Nó rớt xuống. Cái điểm gốc là cái điểm nó hút về. Thì trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cái điểm gốc là dục giới, là mình đang sống trong cõi dục nè. Thì trong cõi dục á, chia làm 6 cõi: cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì trong dục giới nó có 6 cõi luân hồi. Thì trong 6 cõi này, cái điểm gốc của mình là cõi nào? Cái điểm mà nó thường hút mình về là cõi nào? Cõi nào? Nè, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Thì trong 6 cõi này, cõi nào là điểm gốc của mình? Điểm gốc là nơi mà mình sẽ bị hút về á, là cõi nào? Hả?
Xin thưa quý Phật tử, điểm gốc trong sáu cõi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kinh khủng mà. Điểm gốc cũng là điểm mình hút về. Cho nên mấy vị hiểu tại sao không? Nếu mà con người mình không được giáo dục, không được cho môi trường tốt, là mình sẽ tốt hay là mình sẽ xấu? Mình sẽ xấu. Tại sao không giáo dục mình lại xấu? Tại vì bản chất của cái điểm gốc nó hút mình về là sẽ điểm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cái gì? Ví dụ súc sanh là một cái tâm hưởng thụ. Súc sanh là một cái tâm chỉ có biết ăn, biết ngủ thôi, biết hưởng thụ thôi, không có trí tuệ, không có làm phước. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là tượng trưng cho cái tâm bỏng sẻn, ích kỷ, nhỏ nhen. Địa ngục là tượng trưng cho cái tâm giận hờn, là tượng trưng cho những cái tâm bất thiện, những cái ác nghiệp. Thì quý vị thấy có phải là trong tâm có những cái điểm đó không? Và từ những cái điểm đó nó cho mình về những cảnh giới đó. Cho nên là điểm gốc trong tâm mình là tâm ác. Điểm gốc trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Điểm gốc trong tam giới là dục giới. Và chính vì vậy mà tại sao chúng ta cứ làm điều ác hoài là vậy. Bây giờ là mình còn may đó nha. Còn may là sao quý vị? Khi quý vị học Phật Pháp, quý vị biết thời Phật á, khi Đức Phật thuyết Pháp ngồi ở dưới hội chúng á, vua, quan, dân, công hầu, khanh tướng, đại gia, tỷ phú, tri thức, luận sư là rất là nhiều. Giống như cái thời đó là những cái thời của các bậc đại căn đại phước á. Các ngài mình nói giống như là hẹn sinh lên vào cái thời kỳ đó. Tức là các vị đã nhiều kiếp, các vị đó làm phước rồi, cho nên sinh vào đúng cái thời kỳ Đức Phật ra đời, để các vị đó có giáo pháp, để các vị tu tập, để chứng thánh quả. Cho nên không phải là tự nhiên á, các vị thời Phật tu tự nhiên dễ chứng hơn thời nay đâu nha. Tại vì các vị đó tu nhiều kiếp rồi, tới thời Phật á mới đản sinh, mới sinh vào cái lúc đó. Còn mình bây giờ đang lanh quanh trong vòng luân hồi nè. Nếu mà mình có phước lớn á, tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời nha, thì mình sanh vào thời Đức Phật Di Lặc để mình gặp Pháp, để mình tạo thiện nghiệp, hoặc là để chứng thánh gì đó. Và cái đó là tùy duyên mỗi người, mỗi cái ba la mật khác nhau, mình không dám nói. Và trong một cái bài kinh đó quý vị, Đức Phật mới lấy một cái hình ảnh ví dụ như thế này nè. Đức Phật mới lấy một cục đá, Đức Phật mới lấy một cục đá, thì nói là nếu cục đá mà quăng xuống nước á, thì nó sẽ chìm hay nổi? Nó sẽ chìm. Bây giờ mình tìm cách nào qua thì nó cũng chìm. Rồi mình lấy dầu, mình đổ xuống nước thì nó sẽ chìm hay nổi? Bây giờ mình tìm cách nào đè nó xuống nó cũng nổi lên à? Thì Đức Phật mới nói á, chính cái thiện nghiệp và ác nghiệp của mình á, nó đưa mình đi xuống hay đi lên. Nếu mà bây giờ mình mà tạo ác nghiệp nhiều quá nha, thì giống như cục đá á, là nó sẽ đi xuống rồi. Còn nếu mà mình tạo thiện nghiệp nhiều quá thì giống như dầu vậy đó, nó đưa mình đi lên. Từ đó Đức Phật mới nói về cái tinh thần cầu nguyện trong nhà Phật. Giống như mình ác nghiệp của mình nhiều quá, ác nghiệp nhiều giống như cục đá đó, mà mình cứ cầu, mình cứ cầu có đi lên sao được. Cho nên quý vị hiểu tại sao có những người cầu nguyện mà nó cho theo cái quả lành đó, nó có kết quả như ý. Không phải là không có nha, có. Chẳng qua là gì, người đó có phước, mà đúng duyên cái phước nó chỗ. Còn có những người mà thầy nói hết phước rồi, quý vị có cầu cỡ nào, cái đến lúc nó chỗ là thua thôi. Mình là bị động nha. Trong vòng luân hồi này mình là bị động. Bị động là sao? Ác nghiệp nó chỗ lúc nào quý vị biết không? Không. Mình cứ nghe tin bạn mình bệnh hoài, hoặc bạn mình ra đi bất ngờ hoài, đúng không? Mà mình vẫn tin rằng là mình không có ngày đó đâu. Mình vẫn tin rằng là mình không có ngày đó đâu quý vị. Mình ít dám nghĩ về cái chết, mình ít dám nghĩ về cái bệnh lắm. Tại vì mình còn thân kiến là chấp tôi và của tôi. Mình sợ một ngày nào đó mình nghĩ là mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời lắm. Trong khi mình biết rằng mọi chuyện trên đời đều vô thường hết đó. Không có gì chắc chắn hết, chỉ có cái chết là chắc chắn. Mình biết cái chết là chắc chắn nó đến với mình đó, nhưng mà mình ít khi nào mình dám nghĩ đến cái chết đó. Cho nên Đức Phật dạy niệm chết đó, là để cho mình bớt sợ chết, mình sống cho cuộc đời nó xứng đáng. Rồi bây giờ thầy nói thêm một ý nữa là tại sao con người mình dễ làm điều xấu đó, là tại vì cái ba la mật của mình nó yếu quý vị. Yếu hay ít? Ba la mật là gì? Ba la mật hay mình còn nói là năm quyền của mình, tính tấn niệm định tuệ của mình nó yếu quá, nó ít quá. Tại sao quá cái người đó học Pháp người ta học được? Tại sao người đó ngồi thiền người ta ngồi được, người ta đắc thiền được? Tại sao người đó nhập định được, phải không? Tại sao người đó giữ giới được? Còn mình nó giữ không được, giữ giới không được, hành thiền không được. Làm gì làm chứ cho mà chạy nhảy làm này cái kia được, chứ mà kêu vô bắt chân ngồi thiền là ngồi không được. Cái giữ giới là giữ không được,
kêu học pháp là học không được. Tại vì ba la mật mình tạm hiểu là những cái phước về cái phần giải thoát của mình, về cái phần giác ngộ của mình đó, nó ít quá. Thực ra thì chúng ta ngồi đây đó, thưa quý Phật tử, nhìn ở trong một hội chúng ở đây, chúng ta không biết ai có phước lớn phước nhỏ đâu. Mình thấy một người hôm nay nghèo, nghèo hơn mình, đừng có nghĩ là người đó phước ít hơn mình nha. Mình chỉ nhìn cái trước mắt, giống như một tảng băng đó, nó nổi lên có một chút thôi, nhưng mà cái phần chìm đó, nó mới nhiều. Quý vị bỏ cục đá vào cái ly nước đó, cái phần mà nổi lên nó ít lắm, nhưng mà cái phần chìm xuống đó, nó mới nhiều. Mình nhìn về một người đó, mình thấy có cái chút xíu trước mắt à. Cho nên đừng có vội đánh giá người khác là như vậy. Quý vị nhớ thời Phật có một vị tôn giả học hoài không thuộc không? Học hoài mà có một bài kệ không thuộc á, nhớ vị tôn giả đó không? Ngày nào? Ngài Châu Lợi Bằng Đặt. Ngài đi tu mà học hoài có một câu kệ không thuộc. Đến nỗi mà anh của ngài nói thôi em học hoài không thuộc thì em về đời luôn đi. Nói cho em về đời luôn, em học hoài không thuộc. Quý vị biết lý do tại sao không? Trong một tiền kiếp á, ngài Bằng Đặt này là tam tạng. Một vị tam tạng, tam tạng là sao? Kinh luật luận á, ngài thuộc lòng. Ngài thuộc lòng nhá. Nhưng mà vì ngài quá thông minh, nói dễ hiểu là đọc qua là thuộc á, thông minh như vậy đó. Nhưng mà ngài thấy có một cái vị tỳ kheo học hoài không thuộc, đấy là học chậm quá. Cái ngài có khởi một cái ý là chê. Sao mà học gì học hoài không thuộc? Học gì mà học chậm vậy? Như tôi lướt qua một cái tôi nhớ. Tới thời Phật quý vị biết, cái nghiệp mà chê cái vị đó nó trổ ngay thời Phật. Học hoài không thuộc câu kể. Mà trong khi mình nhìn, nếu mà mình nhìn bằng con mắt thường mình nói trời ơi cái vị này có một câu kệ học hoài không thuộc, đúng không? Nhưng mình đâu có biết, mình nói vui vui quá khứ khủng của cái vị này đâu. Tam tạng đọc thuộc lòng. Nhưng mà khi mà ngài trả cái nghiệp đó xong, quý vị, ngài chứng thánh. Cho nên á, nhìn về một người mình, cái phước tiềm tàng của người đó mình không biết. Nên là người Phật tử quý vị đừng bao giờ chê ai nha. Thấy người ta nghèo đừng nói người ta phước ít hơn mình, không dám. Người ta phước đại gia tỷ phú như thế nào đó, mà chẳng qua có thể là một ác nghiệp nào nó đang chỗ thôi. Người ta xấu hơn mình cũng chẳng có gì mà phải gọi là hơn, vui hơn người ta hết. Thầy hay nói với Phật tử á, ngày nào mà mình còn tâm bất thiện, ngày nào mà mình còn trong vòng luân hồi, ngày nào mà mình còn trong vòng phàm phu á, là ngày đó mình đang còn bị cuộc, bị trói, bị buộc, bị xiềng, bị xích. Nhớ. Cứ ngày nào chúng ta còn là phàm là chúng ta sẽ bị trói bởi cái này cái kia, trói trong cái vòng đau khổ. Bây giờ quý vị đưa cái tay ra, có người trói, lấy sợi dây thừng trói quý vị lại, quý vị có được tự do không? Không. Bây giờ đưa tay ra không trói bằng sợi dây thừng nữa, trói bằng sợi dây vàng, được tự do không? Được tự do không? Không. Dù đó là sợi dây vàng, bây giờ có người sâu từng hạt kim cương lại thành một cái sợi dây, trói quý vị lại bằng sợi dây kim cương, quý vị được tự do không? Dù đó là sợi dây kim cương, trói là mất tự do rồi. Dù đó là sợi dây vàng, sợi dây bạc, sợi dây thừng hoặc sợi dây kim cương thì chúng ta cũng bị trói. Nên đó thầy muốn gợi ý đến quý Phật tử là quý vị tuy là cuộc sống bên ngoài chúng ta còn cái chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh nhiều chuyện lắm, nhưng sắp xếp được những ngày sám hối, những ngày khóa tu, hoặc những ngày chùa có tổ chức các chương trình từ thiện tu tập á. Giống như mình về chùa mình bòn gì, bòn phước. Nhớ giùm thầy là trước giờ mình là bỏ sức khỏe để kiếm tiền rồi, bỏ sức khỏe để kiếm tiền, bây giờ thì cứ vẫn kiếm tiền nha, chứ thầy không có nói không kiếm tiền. Không kiếm tiền muốn đi cúng dường cũng không có cúng, có những trường hợp muốn cúng dường phải có điều kiện chứ, phải không? Bây giờ quý vị vẫn kiếm tiền, nhưng mà nhớ giùm thầy là ngoài kiếm tiền ra phải kiếm gì nữa? Kiếm phước nữa. Kiếm tiền và kiếm phước. Lòng này lo kiếm tiền không ạ? Không, nãy là không phải cái này là thầy chùa ẻo, mà quý vị nhìn bao nhiêu người xung quanh mình coi. Khi mà mình nhắm mắt mình đi á, là mình đi với cái gì? Hả? Đi với cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mới là tài sản của mình. Tức là cái tội và cái phước mới là tài sản của mình. Cho nên hôm nay á, hôm nay là tháng 8 rồi, hôm nay là 14 tháng 8 rồi phải không? Bao nhiêu rồi? 2/3 của năm rồi. 8 tháng qua mình làm được bao nhiêu điều phước rồi? 8 tháng rồi thầy, mà con không thấy con dư cái đồng nào thầy. Nợ đúng không?
Kính thưa quý vị, nhưng mà trong 8 tháng qua quý vị có làm được cái gì phước không? Nếu có thì đó là tài sản của quý vị á, chứ không phải là số tiền mà số tịnh tài, tịnh vật hoặc tài sản mà quý vị đã xài. Mà cái gì mà quý vị làm được trong 8 tháng qua là cái tài sản của quý vị. Người tu, người Phật tử của mình hiểu cái điều đó. Trong đời thì mình vẫn cần phải tịnh tài, tịnh vật, mình phải có tài sản để lo cái chuyện cuộc sống mưu sinh. Nhưng quý vị nhớ là lo thêm cho mình cái chuyện trong vòng luân hồi sanh tử, không có phước là khổ lắm. Nếu mà trong cái vòng luân hồi này mình chưa trở thành bậc thánh được á, thì ít nhất chúng ta cũng phải làm được cái người gì? Người có phước. Có cái trường hợp thế này quý vị. Nếu như mà mình, quý vị nhìn lên thầy nha, đây có hai ngón tay là hai hướng để mình đi nè. Một hướng là chúng ta lên làm chư thiên, một hướng là chúng ta xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu mà mình có cái phước á, mình sinh lên làm chư thiên nha, thì một là mình hưởng phước thôi, gần như chỉ có hưởng phước thôi. Thứ hai là chúng ta tiếp tục làm điều thiện, hưởng phước và làm thiện. Còn nếu mà mình lọt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, một là trả nghiệp, là trả ác nghiệp. Và nếu có tạo thì tạo tạo ác nghiệp. Vì thấy rõ ràng hai hướng không? Nếu làm chư thiên thì một là hưởng phước, hai mà nếu có tạo nghiệp thì thường là thiện nghiệp. Còn nếu mà mình lọt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thì một là trả ác nghiệp, mà nếu hai mà có tạo nghiệp thì nghiệp gì? Nghiệp ác. Bây giờ mình không có lọt về hai hướng này à, mình lọt vào hướng làm người. Thì hướng làm người của mình á, thiện ác có đủ, thiện ác có đủ. Cho nên nó nếu khéo một chút á, thưa quý Phật tử, là trong cái kiếp người của mình á, quý vị cố gắng sắp xếp làm sao đó mà để làm được những cái việc thiện, để nó đi theo mình. Một ngày nào đó quý vị làm mà hết khả năng, hết sức của mình rồi, thì nói giả dụ như mình phát hiện một căn bệnh, hoặc là mình biết mình sắp đi, ví dụ vậy, mình có thể hết lòng mình nói với Phật một câu là: kính bạch Đức Thế Tôn, con đã làm hết sức của con rồi. Quý vị có tin Phật để nói được câu đó không? Hả? Có tin Phật, có thương Phật, có kính Phật, có nương tựa Phật để quý vị có thể nói được câu đó không? Có không? Sao héo vậy? Không tự tin nói được câu đó. Vậy là chưa có hết lòng làm, làm những cái thiện nghiệp, làm hết sức trong khả năng của mình. Lỡ mà có một điều bất trắc xảy ra, kính bạch Đức Thế Tôn, con đã làm hết sức của con rồi. Lúc đó mình cũng nhẹ nhàng như hồi nãy thầy nói đó. Với thiện nghiệp á, thì giống như là dầu, nó nổi. Với ác nghiệp á, nó giống như là đá, nó chìm xuống. Nên thưa quý Phật tử, có thể là ba la mật của mình, những cái thiện nghiệp, thiện pháp của mình, tính tấn niệm định tuệ của mình yếu quá. Cho nên là bây giờ nói tới làm điều thiện á, mình cảm giác như là không có một động lực nào hết. Cái người mà ác nghiệp nhiều quá nghe quý Phật tử nha, mình nói họ về điều thiện á, họ không muốn làm. Họ không muốn làm nha. Đôi lúc họ bài bán nha. Mà có những chuyện lạ lắm, làm điều ác họ lại vui nha. Hồi nhỏ đó, thầy kể hồi nhỏ đó quý vị, thầy làm những cái điều ác đó, thầy câu cá, thầy câu lương, thầy sát sanh, thầy vui lắm. Thầy vui lắm, người hiểu cái cảm giác câu lương, trời, kéo con lương lên khỏi cái hang đó, nó vui lắm vậy, có ăn đâu. Kéo lên, cái cảm giác mà mình kéo con lương lên, con lương nó kéo xuống lại, chứ mình cứ kéo lên kéo xuống vậy đó, câu lên được con lương mừng lắm quý vị. Cho không ăn, cho người ta ăn, nhưng mà cái cảm giác sát sanh lúc đó nó vui không? Tự tử thấy kinh khủng không? Cho nên đó là sau này á, khi mà mình hiểu Phật pháp á, có những cái điều vui là vui trong ác nghiệp, là vui trong ác nghiệp. Đức Phật dạy trong một bài kinh, thưa quý Phật tử, có bốn hạng người, để quý vị xét coi mình thuộc hạng người nào. Có những hạng người là đi thuận dòng, đi thuận dòng, mình cứ hình dung cái dòng sông nó đang trôi vậy nè. Đức Phật nói là có những hạng người đi thuận dòng, có những hạng người đi nghịch dòng, có những hạng người đứng lại, và có những hạng người qua bờ kia. Bốn hạng người nha. Đức Phật nói có những hạng người trong đời là đi thuận dòng đời, có những hạng người là đi nghịch dòng đời, có những hạng người là đứng lại giữa dòng đời, và có những hạng người là bước qua bờ kia. Bốn hạng. Thì Đức Phật mới nói là hạng người đi thuận dòng đời là hạng như thế nào? Hạng người đi thuận dòng đời là hạng người sống trong đời tạo những ác nghiệp, hưởng thụ, tạo những ác nghiệp, sống ích kỷ, nhỏ nhen, bỏng sẻn, đại ý là tạo những ác nghiệp
chạy theo dòng đời hưởng thụ bản năng, thì đó là người đi thuận dòng đời. Còn cái người đi nghịch dòng đời là sao? Là cái người không tạo ác nghiệp mà quay ra tạo tạo những thiện nghiệp, thì là người đó là người đi nghịch dòng đời. Còn cái người mà đứng lại, những người mà đứng lại giữa dòng đời là người nào? Xin thưa quý vị, đó là bậc thánh Anaham. Anaham là bậc thánh thứ ba, là bất lai. Bất lai là dừng lại, chấm dứt cái vòng luân hồi rồi, đó là bậc thánh rồi. Và hạng người qua đến bờ kia. Qua đến bờ kia là như thế nào quý vị? Là các ngài đi từ phàm phu mà lên thánh rồi, qua bậc thánh rồi. Thì mình không có bàn hạng thứ ba, thứ tư là đứng lại và qua bờ kia là đối với bậc thánh. Mình bàn hai hạng người đầu. Thì theo quý Phật tử là đa phần chúng ta là thuận dòng đời hay nghịch dòng đời? Thuận hay nghịch? Ngàn câu thuận liền nữa không? Mà thuận dòng đời tức là thuận theo cái gì? Thuận theo điều ác á. Thấy không? Quý thầy đi xuất gia, quý thầy quý cô đi xuất gia, người ta hay nói là đi gì? Đi nghịch dòng đời. Mình nói vui vui, nó hơi kỳ kỳ chút là bất thường. Thay vì bình thường nó bất thường. Bất thường là không có đi theo cái cuộc đời bình thường. Nên xin thưa quý Phật tử là gần như chúng ta sinh ra là chúng ta sẽ đi theo thuận dòng đời. Nhưng mà mình không có chịu chấp nhận cuộc đời như vậy nha. Mình phải tạo những cái thiện nghiệp. Tại sao tạo thiện nghiệp là nghịch dòng đời? Quý vị nào biết không? Tại sao khi quý vị tạo điều thiện là quý vị đi nghịch dòng đời? Là tại vì con người mình là vốn tham sân si mà. Nó vốn thích làm điều ác chứ nó không thích làm điều thiện. Cho nên khi quý vị làm thiện, quý vị biết giữ giới, quý vị biết hành thiền, quý vị biết bố thí cúng dường, quý vị biết hoan hỷ, quý vị biết cung kính, quý vị biết hồi hướng, quý vị biết nghe pháp, học pháp, là quý vị đang làm cái gì ngược lại với cái bản năng của mình. Thì ngược lại tức là ngược dòng đời. Tuy nhiên á, là cái ngược dòng đời của mình á, nó làm sao? Nó chưa có được nhiều. Thì ở đây á, thầy biết là cũng là một cái bài pháp hôm nay thầy nói tới, nói xuống cho quý Phật tử. Nhưng mỗi người nghe cảm nhận khác nhau ạ. Quý vị cùng lạy Phật nhưng mà phước mỗi người khác nhau. Mình biết tại sao không? Quý vị lạy Phật để làm cái gì? À, cái chỗ đó là phước lớn nhỏ là ở chỗ con lạy Phật để Phật phù hộ cho con khỏe, phước nó khác. Con lạy Phật, Phật phù hộ cho con mua may bán đắt, phước nó khác. Con lạy Phật, Phật phù hộ cho con phước đẹp, phước nó khác à nha. À, vừa rồi thầy có gặp một Phật tử đi làm rất là nhiều điều thiện. Với ước mong gì? Với ước mong cho cái người con thương, bữa giờ không thương con nữa, mong cho người đó thương lại con. À, người đó nói vậy đó. Có nghĩa là con làm những cái điều thiện, con hồi hướng là cho cái người con thương mà bữa giờ anh đó không thương con nữa, cho anh đó thương lại con. Cái thầy mới nói vậy nè. Thôi bây giờ lỡ làm mà sao không nguyện lớn lớn một chút đi. Thì bây giờ cứ nguyện cho anh đó thương lại thì không cản. Nhưng thầy nói bữa giờ làm nhiều cái điều thiện, tại sao không nguyện lớn thêm một chút đi, sao nguyện nhỏ hơn? Lỡ làm mà làm tới đi, phải không? Bây giờ lỡ nghĩ rồi nghĩ lớn luôn đi, lỡ làm mà làm lớn luôn đi. Mà không chịu gì, không, điều này con ráng làm cho nó ảnh về cái đó. Anh thương con lại mà con mới tính tiếp. Vừa thầy mới gặp đó. Con làm những điều thiện là chỉ mong cho anh về à. Mà thầy không biết anh đó mà không về rồi sao không biết nữa. Rồi, có những lúc mình ngồi thiền để làm gì? Con ngồi thiền cho con khỏe. Thì vì thở vào sâu, thở ra dài phải không? Thở vào cái dưỡng khí, thở ra trượt khí, con ngồi thiền cho con khỏe. Con ngồi thiền cho máu huyết nó lưu thông, cho mặt con da đẹp. À, ngồi thiền cho khỏe nè, ngồi thiền cho đẹp nè. Con ngồi thiền cho tâm nó tịnh. À, con ngồi thiền cho tâm nó yên lại để con học bài mau thuộc. Có không? Còn quý vị cũng ngồi thiền, con ngồi thiền cho con đoạn phiền não thì nó khác à nghe. Thấy chưa? Cũng là một hành động thôi, cũng là một việc thôi. Nhưng mà cái động cơ của quý vị là gì? Hôm nay là ngày sám hối, vô chùa sám hối để làm gì? Mỗi người một hiểu mỗi khác ạ. Con vô chùa sám hối là tại vì trong nửa tháng vừa qua tội con nhiều quá. Con sám hối cho con, cho con bớt tội. Cái cô đó quý vị, cô đi vô chùa, cô sám hối mà cô đặc biệt cái cô sám hối là cứ nửa tháng nào cô cũng sám hối là cho con bớt chửi chồng. Cô sám hối cái tội bớt chửi chồng. Cái hôm đó thầy đó nghe thầy nói, cô ơi, cô nghĩ coi mấy tỷ người trên thế giới, ổng không lấy, ổng lấy cô thôi, cô bớt chửi ổng lại đi nha. Bao nhiêu người họ thương mình đâu có phải dễ đâu. Mấy tỷ người mà duyên nợ với nhau á, thôi bây giờ bớt chửi ảnh lại đi. Cô nói dạ dạ dạ.
Rồi bắt đầu nửa tháng sau cho con, Phật chứng minh cho con sám hối tội chửi chồng. Cái thầy khuyên mấy lần quý vị, thì cái hôm đó khi mà vô sám hối, cô không có sám hối tội chửi chồng nữa. Thầy nghe thầy cũng vui, thầy thấy vậy thầy cũng vui, thầy nghĩ là chắc chắc cô này có biết rồi, sám hối từ từ cũng có cái chuyển hóa á, chắc cô đỡ chửi chồng rồi. Thì hôm đó xong thầy mới nói với con, trong nửa tháng vừa rồi con không có phạm tội chửi chồng nữa. Thì biết hôm đó thì có bịt khẩu trang, con mới kéo cái khẩu trang xuống, cô nói dạ không phải thưa thầy, vừa rồi con đi xăm môi, cái môi sưng cho nên nửa tháng vừa rồi con không có chửi chồng cho nên bà Bảy xăm môi. Thì thưa quý Phật tử, là một câu chuyện để muốn nói gì, không phải là trong nửa tháng vừa rồi cô không chửi, mà tại vì đang bị môi sưng đau quá chửi không được. Cho nên đó là thưa quý Phật tử, cái việc mà quý vị về chùa ngồi thiền nè, sám hối nè, làm phước á, cũng phải tùy cái tâm quý vị làm như thế nào nữa. Cái tâm mình làm như thế nào, quý vị lạy Phật để làm gì? Con lạy Phật để con cầu cho con khỏe, con đẹp, con giàu, con này con kia, cũng có phước mà phước nó nhỏ lắm. Con lạy Phật bởi vì con tôn kính Phật. Phật là bậc thầy của trời người, con được làm đệ tử của người, con hạnh phúc lắm. Con được quỳ dưới chân Đức Phật, nơi trở về bình yên cho con. Con được quỳ dưới chân của Đức Phật, người mà con tin tưởng nhất cuộc đời. Con được quỳ lại dưới chân Đức Phật, một con người vĩ đại về tình thương, về nhân cách, về đạo đức, về trí tuệ, về công đức. Trong cuộc đời này, trong vũ trụ này, trong tam giới này, người là số một. Bao nhiêu kiếp người đã đi qua như vậy, trước sự vĩ đại của Ngài, con xin được phủ phục dưới chân của Đức Phật. Quý vị lạy như vậy rất là đẹp đúng không? Vì mình tôn kính cái nhân cách đẹp đó của Đức Phật. Và nữa, con xin lạy dưới chân Đức Phật, con xin nguyện được làm đệ tử của Đức Phật, học theo gương của Đức Phật để đoạn tham sân si phiền não. Quý vị thấy khác không? Khác với cái việc mà quý vị lạy xuống để cầu đẹp không? Khác xuống cái việc để quý vị cầu mua may mắn đắt không? Nó khác chứ. Thầy không có nói cái việc mà cầu đẹp, cầu giàu, cầu khỏe là nó sai nha. Đó là những nhu cầu căn bản của con người. Nhưng mà có những cái làm sao? Nó đẹp hơn. Cái phước nó lớn hơn. Nên là thầy muốn nói dòng Do Tam Quốc vậy á, để thầy muốn nói cái gì? Cái bản năng của con người đi thuận dòng đời á, nó dễ lắm. Vì nó là bản năng mà, thì nó rất là dễ. Nhưng cái gì mà nó đi nghịch dòng đời á, nó mới khó. Mà nghịch dòng đời đây tức là quý vị làm điều thiện. Mà làm điều thiện á, nó cũng có những cấp độ nha. Cấp độ thứ nhất, làm điều thiện để được vui, làm điều thiện để được đẹp, được giàu, được khỏe, được thông minh, được uy quyền, được nhiều người thương mến, ví dụ vậy, thì đó cũng là thiện, cũng làm thiện thưa quý vị. Làm thiện để đoạn phiền não, đoạn kiết sử, để làm thánh, thì đó cũng là thiện. Nhưng mà cái thiện này mới là cái thiện tối thắng. Thầy nói ra tới đây, thầy nghi thôi. Thầy nghi đa phần trong Phật tử ít có đoạn tới làm thiện mà để đoạn phiền não lắm. Làm thiện mà đoạn phiền não đó là ba la mật. Còn làm thiện mà để được này được kia thì thầy không có nói xấu, nhưng mà nó vẫn là trong vòng luân hồi phước báu hữu lậu. Thầy nói nó là một khi nó đã xiềng rồi, mình còn nằm trong cái vòng xiềng rồi, xiềng dây thừng cũng khổ, mà xiềng dây vàng cũng khổ, xiềng kim cương, xiềng cái gì cũng khổ hết. Một khi đã ở trong nhà lửa thì chết chỗ nào cũng khổ hết. Hồi nãy quý vị thấy không, chết góc đó cũng khổ, chết trong lu nước cũng khổ, chết trong cái tủ cũng khổ. Mà bây giờ quý vị có một cái tủ vàng mà để trong cái nhà lửa, giờ thầy nói chết trong cái tủ vàng có khổ không? Cũng khổ thôi. Hôm nay thầy gợi ý chút xíu là quý vị có đi chùa tu tập lễ Phật cúng dường làm phước, quý vị cứ làm, thầy nói nó là tốt là thiện rồi đó. Nhưng nếu được, quý vị có một vài ý niệm là con muốn làm thiện, con muốn lạy Phật, con muốn sám hối, con muốn nghe pháp để con đoạn phiền não, con nhờ những cái phước duyên này cho con hướng về cái chỗ cao xa hơn, cái chỗ siêu tuyệt hơn, cái chỗ làm thánh, cái chỗ mà hết khổ đau, cái chỗ bất tử. Thì biết nó khó, thì mong quý vị có một chút ý niệm này. Thì khi mà có những ý niệm ba la mật này á, thì cái duyên nó sẽ dắt dở quý vị ít nhiều về cái hướng đó. Rồi thôi, thì hôm nay á, thầy xin tóm tắt lại cái bài giảng ngắn hôm nay với chủ đề là vì sao chúng ta làm điều xấu dễ hơn làm điều tốt. Cái câu trả lời mấu chốt là tại vì trong tâm của mình, cái điều ác nó nhiều hơn cái điều thiện. Tâm bất thiện nó nhiều hơn là tâm thiện. Và chính từ cái tâm bất thiện đó,
nó cho ta ra lời nói, nó cho ra hành động, nó cho ra việc làm, và bao nhiêu cái xung quanh là gần như là dễ bất thiện. Bất thiện tức là làm điều xấu đó. Và vì là chúng ta sanh trong cái cõi dục, mà cõi dục là chúng ta sống bằng tâm gì nhiều. Cõi của mình là sống bằng tâm gì nhiều? Tâm tham nhiều. Dục là tham. Mà quý vị nhớ nè, tham và sân là đôi bạn thân. Tại sao? Tham không được là sân. Quý vị coi có phải không? Cứ tham không được là sân. Cho nên khi mà đoạn phiền não quý vị, là ngày nào mà quý vị đoạn được tham dục là quý vị đoạn được sân giận. Cứ nhớ vậy nè, cứ tham sân là nó là người bạn thân. Ngày nào anh không còn tham, anh hết sân. Hết tham dục, hết sân. Nên còn sân là còn tham, còn tham là còn sân. Cho nên là chúng ta đang sống trong mấy cõi dục, tâm tham. Chúng ta đang sống trong cái cõi mà nhìn quanh chúng ta là chúng ta chỉ bằng tâm tham là chính. Mà cái cảnh trần nó lại bất toại. Nghe thầy nói cái này nè, cái hạnh phúc của cái việc quý vị có tiền, hạnh phúc của quý vị được xem phim, hạnh phúc của cảnh gia đình, vợ chồng, con cái, hạnh phúc của sắc đẹp, hạnh phúc của giàu sang, thầy không có nói nó không có hạnh phúc nghe, nó có vị ngọt, nó có hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó nó dễ thay đổi lắm. Nhưng mà tối hôm nay quý vị bắt chân lên, quý vị ngồi thiền, quý vị theo dõi hơi thở, quý vị nương một cái đề mục nào đó, hoặc là quý vị thực tập chánh niệm, quý vị có bình an, quý vị có an lạc. Lúc 7 giờ tối, tối nay, khuya nay, 10 giờ đêm, về phòng, xong xuôi công việc, quý vị bắt chân lên, và quý vị lại theo dõi hơi thở, quý vị lại niệm Phật, cái an nó lại tới. Nó cũng giống 7 giờ tối à. Nó không có thay đổi nha. Rồi bây giờ ta nói, nửa đêm nay, 4 giờ sáng, quý vị dậy sớm, quý vị hành thiền, thì cái tâm an lạc nó cũng vậy. Cho nên ý thầy muốn nói là, cái an ở trong thiền á, cái an của tu á, nó không có thay đổi như là cái an lạc hạnh phúc cái của cái cảnh trần bên ngoài. Hôm nay người đó thương mình như vậy, chưa chắc ngày mai người đó thương mình như vậy. Hạnh phúc của hôm nay có tiền như vậy, chưa chắc hôm sau nó như vậy. Tức là nó dễ hơn sao? Bất thoại, nó vô thường, coi phải không? Nhưng mà khi quý vị ngồi thiền, nó vui vậy đó, nó an vậy đó. Hôm sau quý vị ngồi thiền, nó cũng vậy á. Tức là, tôi xin nhắc lại điểm này, quý vị coi kỹ lại nha. Cái an lạc ở trong thiền á, quý vị nhập thiền trong đề mục an lạc của thiền, sáng nó cũng vậy, trưa nó cũng vậy, chiều nó cũng vậy, tối nó cũng vậy. Nhưng mà cái an lạc ở bên ngoài á, an lạc của vợ chồng, an lạc của đời sống, cơm áo gạo tiền, có cơm áo, an lạc của có người thương kính mình, an lạc của giàu sang, an lạc của sắc đẹp, của sức khỏe, nó có thể sáng nó vậy nhưng mà chiều nó khác à. Mai nó khác nữa à. Nó khác trong từng phút. Nhưng mà an lạc trong thiền, an lạc trong lúc thực tập, an lạc trong lúc quý vị có chánh niệm, bất cứ lúc nào quý vị thực tập, nó đều an như nhau hết đó. Quý vị coi coi phải không? Cho nên an lạc trong thiền á, mình nói vui vui là tình đầu cũng như tình cuối. An lạc trong thiền là như vậy. Hôm nay quý vị thực tập, nó an lạc như vậy. Ngày mai quý vị thực tập, nó an lạc như vậy. Một năm này quý vị không thực tập, sang năm sau quý vị thực tập, nó cũng an như vậy. Thấy không? Nhưng mà đối ở ngoài đời, khi quý vị ở cảnh trần này á nha, quý vị an như vậy, quý vị vui như vậy, nhưng mà chắc năm sau nó đâu có như vậy đâu. Đúng không? Cho nên bất cứ lúc nào mà quý vị quỳ dưới chân Phật tu tập được, là quý vị có bình an, nó như nhau, hạnh phúc chưa? Vấn đề là chúng ta khó có một cái là khó có một cái khổ. Mình biết là cái điều thiện, điều tốt đó, nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ bởi cản trở bởi nhiều cái chướng duyên á, nên chúng ta đôi lúc cứ cản trở cái điều thiện hoài. Thầy mong quý vị á, trong lúc mà làm điều thiện thì phải có cái nguyện đó. Ví dụ như quý vị nguyện ăn chay nha, nguyện bố thí nha, nguyện cúng dường nha, con nguyện ngon học pháp nha. Thường quý vị làm cái phước gì đó, cái điều tốt nó luôn có cái cản trở. Cho nên làm tốt mà bị cản trở là quý vị nhớ là bình thường thôi. Là bình thường. Giống như quý vị làm một cái điều tốt thì phải có cái giá của nó. Mà lạ vậy nè, chính cái chướng ngại đó mà quý vị vượt qua được thì sao? Thì cái mà mình đạt được nó mới có giá trị. Cái gì mà dễ đạt được quá thì nó dễ làm sao? Nó cũng dễ mất lắm. Trong cái người ta nói là trong đau thương gió biến thành trầm. Quý vị phát nguyện ăn chay, trước giờ ăn mặn không sao hết, mà phát nguyện ăn chay cái bệnh, cái chóng mặt, cái thiếu chất, đi khám bệnh bác sĩ nói không ăn mặn là bệnh hoài nha. Rồi mới phát lâu nay không phát nguyện ăn chay không sao, vừa phát nguyện ăn chay rồi bác sĩ cũng nói vậy.
Nó lạ. Lâu nay không phát nguyện đi chùa, bắt đầu phát nguyện là mỗi tối hay là mỗi 14-15 con đi chùa tụng kinh đi, sám hối đi. Cứ lạ cái cứ tới 14-15 thiệp đám cưới, thiệp đám hỏi, cứ tặng cái ngày thiệp ngày ngày đó không à. Lạ, con phát nguyện ăn chay 4 ngày 30 mùng 1 14 15. Mà bạn mình nó không mời, nó tàn mời mấy ngày đó không. Nó bị coi có phải không? À, có nghĩa là khi mình nguyện cái gì tốt, bắt đầu nó có cái chướng ngại, mà quý vị thù nó là quý vị cứ thuận dòng đời thế mà đi thôi nha. Nên quý vị nhớ cái điểm chính trong cái bài giảng hôm nay á, là tại sao mình dễ làm điều xấu hơn là vì tâm bất thiện của mình nhiều hơn. Mà từ đâu mình ra cái tâm bất thiện đó? Vì nhiều kiếp á, mình tạo những cái ác nghiệp từ tiền nghiệp quá khứ rồi. Bây giờ mình sinh trong cái kiếp người này là quý vị phải biết là cái tâm dục nó nhiều hơn, cái tâm tham nó nhiều hơn. Cho nên là bản chất của cõi người mình là như vậy. Nên mà quý vị đi ngược lại là quý vị là những người đi ngược dòng. Cho nên là làm điều thiện phải chướng ngại là chuyện tất nhiên thôi. Hãy cố gắng. Thầy xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mô Phật.